Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 19 tháng 9. Và tối nay thì em tranh thủ giới thiệu với anh chị cho bác những cái sản phẩm túi xách mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này. Và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Nhưng mà trước khi giới thiệu hàng mới về thì em có một cái túi này nó mới bị bơm về đây. Túi quá đẹp luôn, một trong những chiếc siêu phẩm hiếm độc lạ nha anh chị nha. Mẫu này thì nó chất liệu của nó sẽ là bằng vải như vậy. Và cái kiểu dáng của nó rất là đẹp, độc lạ lắm luôn. Các chị, các cô mình tuổi nào mình cũng xài được hết. Mình có thể cầm tay hay mình cất dây vô mình cầm tay, hoặc là cái dây này mình đeo cũng được. Nhưng mà theo em thấy cái này mình đi tiệc tối rồi này kia, mình mặc đầm đẹp đẹp đó, cái mình cầm tay thôi nhìn nó rất là sang nha anh chị nha. Rồi, mẫu này thì trên đây là có đính hạt như vậy. Chất liệu chỗ này là vải, trên đây là đính hạt ha. Rồi, mở ra thì mở như vậy. Đó, bên trong nó như vậy nha anh chị, bên trong là lót nhung. Và lưu ý cái form này mình không có để dừa điện thoại đâu nha anh chị nha, không dừa điện thoại ha. Mình nghe kỹ cái kích thước giùm em, để thôi là em gửi hàng tới thì mình nói nó nhỏ quá, nó bự quá đồ này kia là em không có xử lý đâu nha anh chị. Tại vì em đã quay kỹ, quay cận và đã báo rõ kích thước ở trên video rồi ha, mình vui lòng coi kỹ giùm em nha. Lưu ý cái này là không dừa điện thoại đâu. Đó, mình để cây son, để tiền bạc đồ này kia trong đây, điện thoại mình cầm ngoài giùm em ha. Cầm túi thì những cái dịp nào đó mình thì làm để đựng đồ, còn mấy dịp đi tiệc đồ này kia là dạng để làm món đồ trang sức thời trang cho cái bộ đồ của mình thôi, thì mình có thể lấy cái này nha. Rồi, size của nó sẽ được là 18 nè, cái đường kính này là chỉ có 7 thôi. Lưu ý là cái này nó không có vừa điện thoại nhưng mà nó rất là độc lạ anh chị ha, rất là mới luôn. Rồi, mã này hôm trước là em bán 750 đó, nhưng mà do là hàng bị bơm, bị hoàn về, em sale nhanh luôn cho mình với giá là 650 để cho nó đi nhanh anh chị nha. 650 chốt giùm em mã số là A1, giá là 650. A1 giá 650 cho cái túi này nha anh chị. Cái này mình kiếm cái thứ hai không có đâu. Những cái mẫu này là mẫu rất là đặc sắc luôn đó. Hạt người ta đính cứng ngắc ở trên đây và rất là sang ha. Rồi, mình mua tặng được á. A1 giá là 650 cho cái túi này. Tiếp tục, em có một cái này là của thương hiệu Lancel. Lancel này là của Paris ha, và cái dòng nó gọi là bamboo, tức là sử dụng cái cây tre, người ta cắt ra người ta đan rồi thơm sơn màu lên. Đó, bình thường mình thấy mấy cái túi đan á, thì hàng Ý, hàng Pháp rồi này kia thì mình không có quen ha. Còn này là thương hiệu Lancel là quá là quen thuộc với mình rồi. Để mình cầm tay như vậy cũng đẹp nè. Hoặc là anh chị có thể đeo nha. Size ngang là được 21 nhân với lại 13. Khoen khóa là còn sáng và người ta đờ mi hai màu, màu vàng với là màu trắng nha. Lancel Paris dập trong cái khoen. Có dây đeo, dây của nó là màu vàng ha. Và dây này mình có thể tháo rời, mình xài cho cái túi khác cũng ok đó anh chị. Bên trong là lót da dập chữ Lancel nha. Và được made in Italy nha anh chị. Mẫu này được made in Italy. Độ mới cao lắm. Chỉ có một cái điểm trừ duy nhất của cái túi này là bên dưới nè. Ở dưới thôi, bên trên ok ha. Một số chỗ thì nó có bị tróc cái sơn, cái phần sơn màu trắng đó anh chị. Một ít thôi. Nhưng mình soi á, thì mình mới thấy thôi. Chứ còn là mình xài hàng ngày hoặc là mình đi tiệc đồ này kia thì nó không có ảnh hưởng gì đâu. Đó, chỉ là mình soi thôi. Cái này là hôm qua hôm kia gì em có chụp hình nè, để em coi cái giá của nó là bao nhiêu ha. Hàng mới về cho nên là em chưa có nhớ giá mấy đâu anh chị. Đợi giùm em tí xíu nha. Lancel này. Đây. Mẫu này thì giá của nó là 520.000, chốt giùm em mã số là A2, giá là 520. Nếu mà anh chị đã có mua shop em hoặc là không phải shop em mà mình mua shop khác là mình biết cái dòng bamboo này nè, nó đắt tiền lắm anh chị, kể cả trên eBay bây giờ người ta bán vẫn là 3-4 triệu cho cái túi tương tự như vậy của hãng này luôn ha, là cũ á, nó cũ hơn nhiều á. Giá trị của nó cao tại vì những cái dòng này nó dạng nó lý mịt đó, nó ít đó. Và nó bên nước ngoài thì những cái chất liệu thiên nhiên đồ này kia là người ta thích lắm, cho nên là giá nó cao lắm ha, và lại là hàng của hãng lớn nữa. Nhưng mà mình ở đây thì em bán cũng vài trăm ngàn cho mình xài để vừa sưu tầm vừa trải nghiệm thôi. Túi cườm.
Túi cườm này rất là dễ thương nha, nó ôm rê giữa màu trắng kem với là màu hồng cực kỳ là cưng luôn. Dây là mình xách nha anh chị, xách như vậy và nó cũng là size nhỏ không vừa điện thoại. Khoen trên đây là sáng trưng ha. Bên trong á thì là lót vải như vậy nha anh chị ơi. Bên trong này người ta lót vải. Đó, độ mới còn cao, rất là xinh nhưng mà do nó không có vừa điện thoại nha. Lưu ý không có vừa điện thoại bình thường á, chứ còn chị nào mà xài điện thoại nhỏ, điện thoại gập đồ này kia thì để được. Còn điện thoại thường thường là mình không vô nha. Size là được 12.5 cái miệng nè, cái đáy là được 14, chiều cao lên là được 12. Em bán cái này 180 thôi, tại vì nó không vừa điện thoại nên giá rẻ ha. 180.000, mã số là A3. A3 giá là 180 cho cái túi này, mã số là A3. Tiếp tục. Em có một cái clutch này là của Lăng Sale anh chị, Lăng Sale Paris độ mới cao lắm nha. Để em lấy cái đồ em để phơm vô cái đã. Cái này phải có phơm nhìn nó mới xinh. Khi mà mình đựng đồ á thì nó cũng thẳng ra, nó phồng ra thì nó mới đẹp được cái dáng nha. Vải phối với lại da, bên trong lót đây, lót sạch đẹp luôn nha anh chị, có tem là Lăng Sale Paris và Made in Răng ha. Lăng Sale thì có khi mình thấy Made in Italy, có khi mình thấy Made in nước Pháp, nhưng mà thương hiệu này đó thì nó sẽ là đến từ nước Pháp. Lăng Sale Paris mà. Rồi. Đây. Cái này size của nó sẽ được là 25 nhân với lại 18 nha anh chị, rất là mới, anh chị nhìn cái góc là mình thấy nó mới rồi. Đó, Lăng Sale ha, vải phối lại da độ mới rất là cao, bên trong đẹp luôn, này hơi phồng rồi đó. Rồi, để em coi cái này cái size nó giống nhau không? Tại vì em thấy có hai cái nè, này giống nhau ha. Mã này em được hai cái nha anh chị ơi. Mỗi cái em bán cho mình với giá là 350. Đó, mà cái mã này được hai cái nha, mã số là A4. Giá là 350 một cái nha. Em được hai cái và cái độ mới nó ebon luôn, giống hệt luôn. Mã số là A4 cho cái sản phẩm này giá 350 và em có hai cái. Anh chị muốn lấy một cái hay hai cái thì nhắn em ha. Đấy, đẹp luôn, độ mới cao. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này là bằng da khắc. Đấy, da khắc xinh lắm, màu nâu anh chị nha. Độ mới cũng cao luôn, da khắc. Size ngang là được 32 nhân với lại 21 ha. Ở bên trong đây là lót da. Đó, cái này đang bán là 390.000. Cái trên đây nó hơi răng nhẹ cái quai nha. Sale cho anh chị cái này với giá là 300. Mã số là A5, giá là 300.000 cho cái túi này. Mã số là A5, giá 300. Rồi tiếp tục, em có một cái này là của Nina Ricci bằng da bò. Mình mới nhìn sơ mình tưởng Burberry không á, tại Burberry nó sẽ có cái dòng clutch mà cái chất là da nó như vậy luôn. Và lưu ý cái này là của Nina Ricci nha, foam là foam bì thư. Mẫu này là clutch chứ không có thiết kế dây nha anh chị nha. Nina Ricci, rồi bên trong là lót da, cũng ok lắm, độ mới này có khoảng trên 85-87%. Mẫu này clutch cầm tay và chắc là nữ xài thôi, chứ nam thì mình thấy em thấy nó không hợp với mẫu này. Mẫu này nữ xài là đẹp ha. Full da của Nina Ricci, size là được 28 nè, nhân với lại là 18. Mẫu này em bán cho mình với giá là 450, full da bò nha anh chị ơi. 450, mã số là A6. Mã A6 giá là 450 cho cái túi này nha. Mã A6 giá 450 nha anh chị. Rồi, tiếp tục. Một cái túi này là bằng da bò. Đấy, dáng như vậy, hàng hiệu của United Color gì đó. Bằng da bò, độ mới khoảng 85%, dáng sách tay ha, da bò xước Vân Tâm. Size ngang miệng là 30, chiều cao lên là được 22, góc có sờn. Rồi, có khóa kéo miệng đây. Đó, bên trong này thì là lót vải nha anh chị ơi. Bên trong này người ta lót vải. Em sale cái này cho mình với giá là 250. Chốt giùm em mã số là A7, giá là 250. Mã A7 giá là 250 cho cái này. Mã A7 nha. Rồi, tiếp tục. Một cái này là của thương hiệu Les Boxart. Hàng hiệu này là của Mỹ nha anh chị. Và nếu mà chị nào có thích cái thương hiệu này là mình biết cái loại người ta làm á, là họ sẽ làm bằng vải như vậy thôi, chứ không thấy bằng da đâu. Vải họa tiết này họa tiết kia. Và giá thì cao lắm, một cái ví nhỏ xíu bằng vải luôn nha anh chị. Thì nó khoảng 4 triệu á, web người ta vẫn còn bán luôn. Và cái người ta hướng đến là sự năng động, đựng được nhiều đồ, trẻ trung, gọn và ứng dụng cao ha. Đấy, bên trong này lót vải sạch lắm, nhưng mà bên ngoài thì nó có hơi dính bụi dính bẩn, và bằng vải mình về mình giặt sơ lại giùm em ha. Này là Les Boxart, mẫu này thì nó màu xanh, form này là dạng như là form trống trống như vậy nè anh chị. Đó, bên đây nó cũng có ngăn nữa nè. Khóa là khóa IKK.
nhiều ngăn nha. Thương hiệu này họ hướng đến là sự gọn nhẹ nhưng mà điều nó rất là xịn nha anh chị, vải xịn và độ bền cao. Và khi mà anh chị sử dụng hàng hiệu Mỹ là mình phải biết cái thương hiệu này. Đó, form nó như vậy ha, có dây mình đeo chéo được luôn. Này dày dặt là em nha, cái màu của nó em thấy nó có hơi bụi á. 34 nè, nhân với lại là 24. Món này em bán cho mình với giá là 280 ngàn cho cái túi này, mã A8 giá 280. Riêng cái túi, những cái túi của Lê Bóc Xác này, cái ví không nó đã 4 triệu rồi anh chị, cho nên là nguyên cái túi như vậy giá thì thường thường nó rơi khoảng cỡ 5 6 triệu lận á. Thấy vải vậy thôi nhưng mà giá trị nó cao lắm. Mã số là A8, giá là 280 ngàn. Cái túi cườm này em còn được cái túi cườm này nhưng mà độ mới nó không cao. Đấy, cườm ha. Rồi bên trong này thì là lót vải nha anh chị ơi. Trong này lót vải như vậy. Đó, còn tem người ta mua đồ này kia tiếng Nhật ha. Rồi, độ mới không cao lắm nha. Cái này sale 100 ngàn. Size ngang miệng là được 17 nè. Cao lên là được 11, 100 ngàn. Mã số là A9 giùm em ha. A9 giá là 100 ngàn cho cái túi này. Mã số là A9. Tiếp tục. Một cái này là cái túi bao tử bằng vải. Hàng này là hàng hiệu. Này, túi bao tử, túi mày gà đó hay gọi vậy. Đây này, mày bằng vải và rất là phù hợp để mình đi du lịch. Nhìn nó giống giống mấy cái ba lô leo núi anh chị ha. Du lịch nè hoặc là mình đi chợ mình đi buôn bán đồ này kia mình đựng đồ cũng được, nói chung là nhiều ứng dụng lắm. Này này mẫu này em thấy nam xài thôi chứ còn là nó hơi to, nữ xài thì thấy nó hơi cồng kềnh nha. Bản dây cũng là bản dây to và tăng chỉnh thoải mái cho nên là cỡ nào vòng bụng cỡ nào cũng vô hết. Hàng có hiệu đây bằng vải nha và em thấy độ mới còn rất là cao, thậm chí là khỏi cần giặt luôn cũng được nữa tại vì nó mới lắm. Còn vải thì mình giặt ok á, nhưng ý nói là nó không có bụi bẩn nhiều á. Hàng được made in Việt Nam anh chị ha. Bên sau thì nó có cái đệm cho mình như vậy. Mình có thể gài hết mấy này lại xong rồi mình xách. Đó. Quá nhiều công dụng và nó gọn nhẹ. Size là được 28, 29 nhân với lại 20. Mẫu này em bán cho mình với giá là 280 ngàn. Mã số là A10, giá 280. Giá của shop em báo là đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha anh chị. Mình chỉ cần chuyển khoản đúng cái tiền hàng thôi, không có lăn tăn gì về phí vận chuyển hết. Em có một cái ví dành cho các chị đây, da tổng hợp nha, phối với lấy cái viền cũng là da tổng hợp luôn. Đó, nhưng mà điều cái là người ta làm hoa rất là xinh, hoa hồng ha, độ mới còn ok. Size ngang là được 14 nè, nhân với lại 11. Rồi, nút hít, hàng bên trong thì rất là đẹp như vậy ha. Đó, có nhiều ngăn. Nhưng mà nó bằng da tổng hợp, mình để tiền dài ngay đây. Đó. Mẫu này em bán cho mình với giá là 180 anh chị nha, 180 ngàn, mã số là A11. A11 giá là 180 cho cái ví này, mã A11 giá là 180. Rồi tiếp tục, một cái này là vải Vân Hưu, hàng hiệu của Red One luôn. Vải Vân Hưu nha, form này là form mình đeo chéo anh chị nha. Vải Vân Hưu phối lại da bò. Size là được 35 nhân với lại là 37. Dây này mình tăng chỉnh thoải mái. Cái miệng này là miệng rút chứ không phải là miệng khóa kéo nha. Bên trong kèm cho mình thêm một cái ví nhỏ nữa. Hàng hiệu của Red One Made in Italy ha. Hiệu này mình hay gặp ở túi da hưu đó anh chị. Đựng quần áo cái này là ok. Mã này em bán cho mình 180 anh chị. Mã số là A12. Giá là 180 ngàn. Mã A12 dùm em giá 180. Mã A12 giá 180. Rồi tiếp theo, một cái này là của Hanamori. Em sắp về một đợt Hanamori mà siêu phẩm á, các chị các cô mình đợi siêu phẩm thì chờ em nha. Túi á, túi Hanamori đẹp lắm. Hàng còn còn bóc, còn tem đồ đó nhưng mà chưa về tới nha, ý là đang giới thiệu trước vậy đó. Còn cái này thì độ mới nó rất là cao bằng da bò trần ô luôn, dây khoen độ ok lắm nhưng mà nó lỗi lót rồi. Này bán giá lỗi lót anh chị. Size là được 20 nhân với lại 16. Bên ngoài anh chị thấy rất là đẹp và giá trị của mấy cái túi Hanamori này cao lắm nha. Tuy nhiên là lót phun sơn và nó lỗi rồi. Mình về mình cắt cái lót này giùm em thì ok. Hoặc là mình cưng nó hơn đó, thì mình đem ra tiệm cho người ta thay lót là được anh chị. Đó. Chứ còn bên ngoài là rất là mới. Màu trắng nhưng mà nó rất là mới ha. Góc cạnh ok lắm. Dây nhợ rồi mọi thứ là rất ok. Tốn thời gian mình cắt cái lót chút xíu nha. Nếu mà này không lỗi lót thì giá nó tầm khoảng là 1,6 triệu, 1,7 triệu cho cái dòng này. Còn nó lỗi lót thì em bán cho mình với giá là 200.
về sữa lót giùm em nha anh chị nha. Nếu mà mình đi thay lót thì tầm khoảng 300-400 ngàn là tiệm người ta thay anh chị. Còn mình cắt bỏ thì thôi mình cứ cắt thôi, thì khỏi tốn tiền. Mã số là A13 giá 200 tùy mình ha. Lưu ý cái đó lỗi lót nha. Em có một cái túi này da đan màu xanh dễ thương quá. Form này form đeo chéo nha anh chị ơi, da bò đan. Form đeo chéo hàng này có hiệu, thương hiệu của Italy nha. Bên trong là lót da có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Đây. Mẫu này là tại vì em chưa độn form á, anh chị thấy độ mới cao lắm, da bò đan á và người ta đan giữa màu xanh với lại màu đen, xanh rêu, xanh lá và màu đen. Size là được 25 nhân với lại 20. Bán cái này cho anh chị với giá là 350. Mã số là A14. A14 giá là 350, form là form đeo chéo. Đó. Đẹp lắm. Rồi em có một cái túi bút két này bằng da hươu. Dán bút két nha anh chị ơi, dán miệng rút á. Bút két miệng rút đây. Đây, để về mới thấy được hết ha. To. Size của nó sẽ được là 34 chiều cao nè, bề ngang đáy này là được 29 và đáy thì phối da bò nha. Rồi, quai đây, quai này mình tăng chỉnh theo vai đeo chéo tùy ý nha. Hàng zin của Red One luôn. Miệng rút bút két, đây là cái túi gọi là túi tài lộc, túi miệng thu hút tiền tài đó. Rồi bên trong là lót vải vân hươu và có một ngăn khóa kéo nhỏ. Trong ngăn khóa kéo nhỏ này còn cả cái tem luôn đó anh chị. Tức là cái túi này độ mới rất là cao ha. Rất là mới nha. Hàng của Red One, anh chị thử sạch thử cái Red One này nè. Là mình biết giá trị của nó đâu liền, nó rất là đắt. Thì mình đang mua hàng si và độ mới rất là cao như vậy nhưng mà lại mua với giá có vài trăm ngàn đồng này kia thôi thì không có gì mình phải lăn tăn ha. Rồi túi này em bán cho mình với giá là 850, mã số là A15, giá là 850 nha. A15 giá 850. Tiếp tục. Em có một cái túi này là của Đác London. Vải phối với lại da nha anh chị ơi, cái quai sách là sách như vậy đây. Xin không? Để em zoom nó lại gần tí để mình mới coi được cái nét nha. Vậy nè mình mới lấy được nét ha. Đó. Góc cạnh có sờn nhẹ, mẫu này độ mới khoảng 82-85% nhưng mà hàng hiệu và cái dáng nó dễ thương lắm. 20 nhân với lại 24, khoen khóa dập chữ Đác nha anh chị ơi, có nút khít miệng, bên trong là người ta lót vải luôn anh chị. Bên trong này lót vải ha, có một cái ngăn đắp ngay đây và một cái ngăn lớn chỗ này. Đó. Mẫu này sale cho anh chị với giá là 480 ngàn, mã số là A16. A16 giá là 480 cho cái túi này. Mà A16 giá là 480. Túi lăn sale này trống nha anh chị ơi, nó trống như vậy đây. Mẫu này thì hơi cũ hơn so với cái clutch nha. Clutch nãy thì rất mới, còn này khoảng 80-82% thôi. Size là 36 nè, nhân với lại 19, nhân với lại 15. Da bò phối với lại vải. Phần da bò thì nó có hơi hơi kiểu hơi hơi màu, nó không đều màu chút nha. Nhưng mà mọi thứ đều ok hết. Bên trong lót vải sạch đẹp luôn, góc cạnh này còn ok luôn. Mẫu này em bán cho mình 200. Mã số là A17, giá là 200 ngàn. Mã A17 giùm em giá 200 cho cái túi này. A17 giá 200. Một cái túi đà điểu, phơm đà điểu, à phơm hến nha, túi da đà điểu phơm hến, bên trong lót nhung rất là nhiều ngăn. Lót nhung anh chị. Nhiều ngăn cực kỳ và phơm của nó là phơm hến. Phơm này rất là sang anh chị ha. À, nhưng mà điều cái túi điểu này nó không có được mới lắm. Độ mới này khoảng cỡ 82% thôi. Không mới ken nhưng mà không rách lỗi gì nha, màu nâu, phơm hến sắp tay. Lót nhung cao lên là được 23, cái đáy này là được 28 nha. Cái quai người ta xách thì nó có đậm màu anh chị nè. Rồi, mẫu này em bán cho mình 300 thôi. Da đà điểu thật nha anh chị, 300 ngàn. Mã số là A18. Mã A18 giá 300 cho cái túi này. A18 giá 300. Tiếp theo. Nina Rixi, bản này hôm qua em có chụp hình nè, đẹp lắm, rất là mới nha. Đây, cái này eBay người ta còn bán khoảng 3 triệu đó anh chị. Đẹp cực kỳ và cái này góc cạnh siêu mới luôn. Chất liệu này là canvas phối với lại da bò ha. Khoen khóa là sáng trưng. Khoen này mình có thể tăng chỉnh dây thoải mái nha. Form này form đeo chéo nhỏ xinh. Size là được 20 nhân với lại 14 anh chị. Bên trong
lót sạch đẹp luôn, hàng Ninarissi Made in Italy. Mã này 550, mã số là A19. Mã A19 giá là 550 cho cái túi này. Mã A19 giá 550. Rồi, tiếp tục em có một cái này là cái gì đây? Túi này cũng của Lace Box Shop nữa nè anh chị, của cái hiệu Mỹ nãy đó, Lace Box Shop nha. Vải phối với lại vải không mà không có phối da gì hết nha. Mẫu này thì có cái tem trong đây. Mẫu này thì được made in nước nào đây? Made in Costa Rica, Bắc Mỹ gì đó anh chị, đây nè. Mà made in đây nha. Rồi, ở bên trong đây có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Mẫu này khi mà mình sử dụng á, thì nó phồng ra như như một cái túi trống nhỏ 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 như vậy nè. Để mình xách đi làm cũng được nha anh chị. Đó. Nó phồng cái đáy ra được như vậy. Vải đẹp lắm. Vải rất là mới nha. Và hàng xịn của Mỹ, thương hiệu của Mỹ anh chị. Size của nó sẽ được là 35 nhân với lại 21. Mẫu này em bán cho mình với giá là 290.000. Mã số là A20. A20 giá là 290 cho cái túi này. Mã A20 giùm em nha, 290.000. Rồi, tiếp tục. Một cái này là của Michael Kors. Michael Kors này là chất, cái chất này không phải da bò đâu nha anh chị. Khi mình ra hãng mình mua nó cũng là cái chất liệu này nè. Michael Kors này là form công sở giùm em nha. To đùng luôn. Để về cho anh chị thấy rõ nè. Đó, form túi bự nha anh chị nha. Quai đây, quai da tổng hợp và phối với lại xích. Nhưng mà cái phần này nó cũng hơi hơi tưa, hơi răng nè. Hơi tưa cái phần keo á. Rồi, Michael Kors ha. Một trong những cái thương hiệu túi mà lúc đầu mình mới bước vào xài túi hiệu là mình sẽ mua túi này. Đó, các chị mình xài hàng hiệu nói vậy nha. Bên trong là lót vải dập Michael Kors nhưng mà nó có dính bẩn ở dưới cái đáy nè. Về mình kéo cái đáy ra mình giặt cũng được hay kệ nó thôi cũng được. Không dính đồ mình đâu. Hàng này được sản xuất tại Campuchia. Này, đúng không? Cambodia. Đúng rồi, Campuchia. Đó, bên trong lót vải nha. Mẫu này chỉ xách như vậy thôi và đeo vai thôi. Không có thiết kế dây để đeo chéo đâu. Tại nó bự lắm anh chị. Rồi, góc cạnh còn ok nha. Cái chất này là dạng da hãng. Da tổng hợp của hãng chứ không phải da bò. Đó. Nhưng mà mình ra Michael Kors thì mình cũng chỉ sẽ mua cái chất liệu này thôi. Nó không có gì khác hết anh chị ha. Nhưng mà điều cái này nó có sử dụng rồi. Size là được 42 nhân với lại là 28 là em đo tới đây luôn nha. Cái chỗ cái chùm khoen này để mình móc khóa đó thì chỗ này người ta cột lâu á thì nó hơi tưa tưa răng răng ra như vậy kệ nó, không có ảnh hưởng gì tới cái túi mình xài hết trơn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 500, hàng hiệu của Michael Kors. Một cái túi nó cũng rơi vào khoảng 3-4 triệu anh chị ha. 500.000, mã số là A21. Đó, A21 giá 500. Đi làm công sở thì mình lấy mấy cái đó ok. Em có này to nữa nè. Cái này bằng da bò hạt. Hàng của Fla. Ôi ôi siêu phẩm luôn. Fla này. Xách tay đeo vai nha. Da bò hạt nha anh chị ơi. Size ngang miệng là được 32. Ngang đáy này là được 37 nè. Chiều cao lên là được 27. Dáng xách tay đeo vai ngắn. Có hơi tưa nhẹ trên cái phần người ta cầm nhiều á. Đây. Khoan hiệu của nó đây, mờ vàng ống vàng ánh chỗ này nha. Rồi có một cái ngăn khóa kéo lớn. Ở bên trong này thì lót vải nha anh chị ơi. Có cái tem gì đây. Này mã số mà code gì tùm lum đó. Lót là lót vải ha. Chứng nhận là da thật nha đây nha anh chị nha. Nhưng mà cái made in nước nào thì em chưa có thấy cái tem đó nè. Cái tem ở bên trong thì họ ghi ghi về chất liệu thôi à, không có ghi made in nha. Còn này không thấy made in nước nào. Bên trong đây thì thấy nó có hơi sờn màu chút xíu nè. Đó. Tổng thể đẹp lắm và thơm phức. Rồi, Fula, đẹp quá ha. Ôi, túi này chị nào đi làm công sở thì nên chốt nha anh chị ơi. Da xịn cực kỳ luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 700. Mã số của nó sẽ là A22. Đẹp quá chừng. A22 giá 700 ngàn. Hàng xịn nha, cái này độ mới mà nhỉnh hơn chút là phải tiền triệu rồi đó anh chị. A22 giá 700. Nhưng mà cái này nó cũng đã rất là mới rồi. Rồi em có một cái này là của thương hiệu Lace Box Shop tiếp tục. Cái này được 3 cái rồi đó. Đây, Lace Box Shop này là form đeo chéo ha. Nhiều ngăn. Mẫu này nam nữ xài được, màu tím. Đẹp quá, rất là mới nha. Nhiều ngăn lắm anh chị. Ồ, cái này bên trong còn thêm cho mình một cái ví nhỏ nữa nè. Cái này là nó cùng của nó luôn ha. Rồi bên trong có tem này là được made in Việt Nam. Rất là nhiều ngăn và cực kỳ mới nha anh chị ơi. Về cái túi nè,
size ngang của nó sẽ là 33 nhân với lại là 27 ha. Rồi cái ví nè, ví này thì bề ngang của nó sẽ được là 21 nè, nhân với lại 18 đó. Combo này em bán cho mình với giá là 450, chốt giùm em mã số là A23, giá 450. Anh chị nào thích hàng hiệu thì mình chốt cái này. Và nó bằng vải dù nha anh chị ơi, vải dù hãng nha. Hãng này họ thiết kế vải dù vậy á, chứ không phải cái nào dởm mà vải đâu nha, không có. Riêng cái hãng này lên toàn là thấy vải không. Ôi cái túi này xinh xinh nè anh chị. Bên ngoài là nhựa latex trong, bên trong là một cái túi hoa hồng. Cưng chưa? Viền thì viền da bò. Đây, cái màu cam là da nha anh chị. Rồi cái phần trong này là nhựa, còn bên trong là một cái túi nhỏ này, hai trong một. Túi nhỏ bên trong là bằng vải nha. Đẹp quá, hàng có hiệu đó. Túi nhỏ bên trong này thật ra anh chị lấy ra mình xách vậy luôn cũng được. Rồi mình để bên trong làm đó, là hai trong một như vậy. Cái phần túi nhựa nè, size của nó sẽ được là 20 nhân với lại 20. Đó, bỏ vô. Xách dễ thương lắm. Mình muốn xách riêng cũng được, muốn bỏ vô làm cái ngăn cũng được luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 320, mã số là A24. A24 giá là 320 cho cái túi này, mã A24 giùm em. Giá là 320. Rồi, một cái này là cái gì đây? Cái này là của Junko Shimada bằng da bò. Cầm như cờ lết hoặc là lấy dây ra đeo ha. Size ngang là được 24 nhân với lại 16. Cái này lúc nó về nó đẹp lắm. Em để tới để lui nó có bị trầy sơ sơ nha anh chị, trầy móng tay á, chứ còn là không có rách lõi gì đâu. Mẫu này bên trong á thì là lót sạch đẹp luôn nha. Lót này là lót kiểu da tổng hợp á. Dây này mình có thể tháo rời ra được luôn nè. Mình không xài thì mình tháo rời ha, hoặc là mình gắn vô mình xài. Đó, mẫu này đang bán 550 là khi nó chưa chạy. Này có chạy rồi em sale nhanh cho mình với giá là 400, mã số là A25. Chạy đó là do em làm. Rồi, cái tay đụng tới đụng lui anh chị, A25 giá 400 cho cái túi này. Mã A25. À cái túi cóp em còn hai mẫu nè. Một cái mẫu này màu hồng giá là 350 đó anh chị, đẹp lắm, dễ thương lắm. Đó, màu hồng xinh xinh, màu hồng mà có ánh nhũ luôn nha, có đính cườm nữa nha. Form hộp bằng vải, size ngang là được 19 nè, chiều cao lên là được 16 nha anh chị ơi. Rồi bật ra như vậy. Ở bên trong á là lót vải luôn. Cái này giá là 350. Chốt giùm em mã số là A26. A26 giá là 350 cho cái túi này. Mã A26 giá 350. Rồi cái này là rất là đẹp. Đây cái này là vải gấm anh chị, một cái túi này thôi là người ta bán cả chục triệu đó. Tức là đây là những cái túi dạng rất là truyền thống của Nhật ha. Chất liệu chỗ này là vải gấm chỉ vàng đồ này đồ kia luôn nè. Đẹp lắm và rất là mới, mua tặng được nha, form hộp như vậy. Quá trời xinh. Size là 22 x 11 nhân với lại 13. Rồi, cái cớp còn vàng ống nha. Cái này bên trong thì là lót vải. Mẫu này em bán chỉ có 550 thôi. Chị nào bữa giờ chưa mua được thì mình chốt cái này, đẹp lắm nha. 550, mã số là A27, giá là 550 cho cái túi này. Mã A27 giùm em, giá là 550. Rồi tiếp tục một cái túi này. Túi cos Mỹ nè, trời. Da thảo mộc. Da mộc nha anh chị nha. Cái này không phải thảo mộc, da mộc thôi, không có thơm. Đấy, hàng hiệu của cos Mỹ nha anh chị, và nó ngầu đét như vậy luôn nè, đẹp quá. Size ngang là được 25, chiều cao lên là được 25. Da mộc, da chất lừ và khoen khóa nó cũng quá chất luôn anh chị. Đây, khoen khóa cỡ này. Rồi tag cos đầy đủ nha. Cos mà có cái tag tròn như vậy rất là hiếm, cực kỳ hiếm cái tag này. Rồi, tem này là tem của một cái shop high end của Nhật thôi, chứ không phải tem mới. Và một số chỗ thì nó có đậm màu, dính bẩn, không tránh khỏi nha. Và da nó có trầy móng tay. Đấy, vài vết trầy trắng trắng nhưng mà kể nên chị rất là đẹp rồi, khoen khóa quá đẹp luôn. Rồi, mở ra bên trong nè. Trong này là lót vải, lót cái vải thôi cũng đẹp nữa. Đây, lót vải có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ, mã code đầy đủ nha. Rồi, trong đây ghi tiếng Anh đồ đó, chất lượng đồ đó anh chị. Mẫu này được made in China, dập ngay đây. Bên ngoài da quá đẹp luôn. Rồi mẫu này thì mình chỉ đeo vai như vậy thôi nha, xách tay hoặc là đeo vai lót sạch đẹp luôn. Bên đây có một ngăn nữa nè, bên sau thì có một ngăn khóa kéo nữa. À không,
bên sau không có ngăn khóa kéo nha anh chị, nó vậy thôi, đẹp xuất sắc. Mẫu này full da bò nha, chị nào mà tính đồ cost thì mình lấy cái này. Rồi em bán cái này cho mình với giá là 950 full da ha, mã số là A28, A28 nha, giá là 950 cho cái túi cost Mỹ này, hàng VIP. Cái này mà nếu nó mới hơn nữa chắc nó phải là 2 triệu mấy 3 triệu luôn anh chị, là đang mua hàng si á. Đẹp lắm và da nó chất cực kỳ. Rồi, em có một cái túi tót này là da mộc khắc, khắc bông hoa. Mẫu này thì dạng tót mộc khắc thôi, chứ không có nút hít nha. Không có khóa kéo, không nút hít miệng, nhưng mà độ mới cao lắm. 33 nhân với lại là 33. Đây, bên trong lót da không có nút hít gì hết nha, mình xách như vậy anh chị. Quai thì do cái da nó cứng á, người ta bo gốc thì mình thấy nó có hơi độ răng răng nhẹ. Còn cái phần khắc là quá đẹp luôn, đây là da mộc khắc thủ công á. Nó là da dày, rồi người ta khắc thủ công lên như cái tác phẩm nghệ thuật vậy nha. Dây á thì mai bằng dây da, đẹp cực kỳ luôn. Mã này giá của nó là 480, mã số là A29. A29 giá là 480 ngàn. Mã A29 giùm em, giá là 480 cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Cái này là vải nha anh chị ơi. Cái này là bằng vải ha, phối với lại da. Cái này hiệu gì? Không có hiệu. Cái phơm nó dạng này. Cái này mình có thể xài ba lô đó anh chị, hoặc là mình đeo cũng được. Đây, vải là dạng như vải lụa xịn nha, phối với lại miếng này da màu nâu là bằng da, da tổng hợp á, chứ không phải da bò, mà rất là mới. Size ngang á là được 35 nhân với lại là 30, khoen khóa là sáng trưng. Hàng hiệu gì đó nhưng mà cái hiệu này mình không có quen. Mình bán đây, mình đeo như là ba lô được, hoặc là mình đeo gắn dây vô đây để đeo chéo được anh chị, hoặc là mình xách tay như vậy được nha. Rất là nhiều ngăn. Mẫu này ứng dụng cực là kỳ cao luôn, lót là lót vải luôn. Bên trong là made in China nha anh chị. Mẫu này dường như chưa sử dụng đâu. Bán cái này cho anh chị với giá là 350. Mã số là A30, giá là 350 cho cái ba lô này. Mã số là A30, giá là 350. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là một cái túi này bằng da hàng của Angaro của Paris. Phơm mềm, da mềm. Từng cái nút là dập chữ U Angaro đó anh chị. Đây. Size của cái túi này bề ngang á là được 28, chiều cao lên là được 22, màu nó như màu mỡ gà vậy đó. Rồi, khoen khóa chỗ này là còn sáng trưng luôn ha. Có thể xách tay hoặc là đeo vai. Bên trong là lót vải có tác Angaro và có miếng tép da ngay đây. Một bên ngăn trội, cái lót vải đẹp dữ anh chị. Nè, nhiều ngăn lắm. Mẫu này là hàng hiệu của Angaro của Pháp nha, góc cạnh thì ok lắm. Đây. Angaro thường mình hay gặp túi hộp thôi, chứ còn mấy cái túi kiểu này mà da mềm như vậy mình thấy ít có ha. Mình sẽ gặp cái túi hộp mà dạng mấy cái hay lỗi lót á, còn mấy này thì hết ít có gặp. Em bán cái này cho mình với giá là 450, mã số là A31. A31 giá là 450 cho cái túi này, mã A31. Một cái này là bồm ngựa nè anh chị, bồm ngựa màu đỏ nè. Ôi đẹp quá. Bồm ngựa màu đỏ phối da bò, cái này là màu đỏ bột đô, đỏ đô ha. Chỗ này nó hơi đậm màu chút. Rồi, phối với viền màu đỏ. Cái này thì không có thiết kế dây anh chị ơi, nó chỉ là cái cớp vậy thôi. Bên trong lót da hàng hiệu Gino và Made in Italy đây anh chị nha. Lót da một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ ngay đây. Nhưng mà nó không có thiết kế dây chứ không phải mất dây nha. Không có thiết kế dây dạng cớp, mình cầm vậy thôi. Phía trước có thêm ngăn. Ngăn này thì cái tay mình đụng tới đụng lui thì nó có bị chày chỗ này. Và tổng thể cái này thì độ mới nó cỡ khoảng 87-88%. Chứ không có quá mới nhưng mà cũng không có cũ xì đâu anh chị. Bờm ngựa màu đỏ luôn. Cái này hơi hơi hiếm gặp ha. Size là 25 nhân với lại là 20. Mã số là A32. Em bán này cho mình với giá là 680. Mã A32 giá là 680 ngàn. Màu đỏ nhìn nó rất là có duyên anh chị nha. Rồi tiếp tục. Em có một cái túi này hàng hiệu của Gẹt. Và đây là bản da tổng hợp. Gẹt cũng là hiệu của Mỹ luôn. Gẹt Los Angeles nha. Da tổng hợp phơm công sở to. Size ngang miệng là được 42. Chiều cao lên là được 27 nha anh chị. Dán xách tay đeo vai và nó cũng có dấu vết thời gian. Có răng ha. Mấy chỉ thừa này về cắt giùm em nha. Rồi. Da tổng hợp nha anh chị, bản này da tổng hợp có khóa kéo miệng đây, bên trong là lót vải, có dập hiệu Gẹt. Lót vải thì ok, mình xài thoải mái nha, lót vải dập chữ G, ở góc cạnh ok lắm, nhưng mà nó da tổng hợp lưu ý nha anh chị nha.
hàng hiệu của Gap, Gap nè, Michael Kors nè, hay là còn một thương hiệu nữa, Kate Spade đó, thì những cái thương hiệu đó là một cái túi của họ là mình phải mua tầm vài triệu anh chị nha, nhưng mà nó sẽ là dạng dễ mua hơn so với mấy cái thương hiệu châu Âu khác, mấy mẫu này hiện đại. Độ mới thì tổng thể này em báo tầm khoảng 85% thôi. Và cái này em cũng bán cho mình với giá là 400 thôi ha. Mã số là A33. A33 giá 400 ngàn cho cái túi này. Mã A33 giá 400, hàng hiệu của Gap. Rồi, Kate Spade mới nhắc thì nó có liền đây. Kate Spade New York. Mẫu này là phơm công sở màu đen. Da xước vân tâm ha. Đây, Kate Spade New York. Mẫu này á, thì bên trong thường là lót vải, một là sọc, hai là cái hình cái trái tim á. Đây, mẫu này nó cũng giống giống với cái gạt nãy, dạng công sở bự, hoặc là mình đựng quần áo được 3-4 bộ, ok. Kate Spade nè, có tem nè, cái này được made in Philippines ha. Polyester, cái này không có phải là da thật nha, da tổng hợp nha anh chị nha. Đây, bên trong lót sạch đẹp, sản xuất tại Philippines. Cái này là cái charm thôi. Đó, mẫu này đi làm công sở ok. Cái trên cái quai này nó cũng có răng răng anh chị. Rồi, size ngang là được 40 nè, nhân với lại 28. Cái góc đáy này nó cũng hơi chút xíu răng cái phần keo ha. Mã số là A34. Cái này em bán cho mình với giá là 400 luôn. Mã là A34, giá là 400 ngàn. A34 giá 400 cho cái túi này. A34 giá 400. Tiếp tục, một cái túi gẹt nữa nè, gẹt này là vải phối với lại da, trời này đẹp mới quá, hiện đại lắm anh chị. Này đựng vừa A4 đây. Đây, phơm nó phơm top như vậy nha, để về cho anh chị thấy. Chất vải rất là xịn nha, phối với lại da. GUESS đó, size ngang là được 30 nè, nhân với lại 30 ha. Cái này chất vải này bên hông là da, gốc nó có hơi sờn rất là nhẹ anh chị, màu này đẹp luôn. Khoen khóa thì có độ oxy hóa nhẹ, bên trong là lót vải, nhiều ngăn, nút hết miệng như vậy. Mẫu này đi làm công sở là mình sẽ rất là cần. Mã số là A35, bán cái này cho mình với giá là 360.000 luôn ha. 360, mã số là A35, giá là 360.000. 360.000, mã là A35 dùm em cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Em có một cái túi này là Longchamp anh chị ơi, cái này là bằng da, hàng hiệu của Longchamp, foam là foam đeo chéo nha. Dưới này là giống như là da heo rừng nha, và phối với cái màu nâu này là da bò. Longchamp Paris, foam là foam đeo chéo nha, khoen khóa là dập hiệu. Độ mới của cái này ok lắm nè, bên dưới này là màu xanh đen nha anh chị. Size của nó thì là size nhỏ mini thôi, dễ xài lắm. Có miếng tét da đây, bên trong là made in răng đó. Lâu lâu mới gặp được cái Longchamp mà không có bị cũ bị lỗi anh chị. Longchamp mình dễ bị lỗi bị cũ lắm. Size ngang là được 21 nhân với lại 16. Mẫu này em cũng bán cho mình với giá là 550. Chốt giùm em mã số là A36, giá là 550 cho cái túi này. Mã A36 giùm em, giá là 550 nha anh chị. A36 giá là 550 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Mẫu này, ôi cái này lỗi à. Một cái túi này bằng da đan anh chị ơi, da bò đan á. Form cầm tay như vậy, cầm tay ha, đẹp quá anh chị ha, xách tay. Da bò đan nha, đẹp luôn, mới cao. Size là 25 nhân với lại 17, có cớp. Ở bên trong này lót vải nha anh chị, rất là nhiều ngăn như vậy. Dán sách thôi ha, không có thiết kế dây đeo. Độ mới cao lắm. Nè, góc cạnh cỡ này mà không phải lăn tăn. 420.000, mã số là A37, giá là 420 cho cái túi này. Mã A37 giùm em, giá 420. A37 giá 420.000. Một cái túi Yahoo của Red One tiếp tục. Hu phơm hến anh chị, xinh quá. Có cái ví nhỏ dễ thương nữa nè. À không, cái này không phải của Red One nha, hiệu khác nha. Hiệu này của Mỹ nha anh chị ơi, Yahoo ha, phối với lại da bò. Đây, logo hiệu khác, hiệu Mỹ nha, phơm hến. Túi này độ mới khoảng cỡ 85-87%, cao lên là được 21, ngang đáy này là được 30, dán sách. Có khóa kéo miệng. Đây, bên trong lót vải dập vân hu,
có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ ha, bên sau có một ngăn. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 550 ngàn, mã số là A38. A38 giá là 550 cho cái túi này. Mã A38 giùm em giá là 550. Hưu quá nha anh chị. Hưu này hiệu khác, không phải hiệu Red One, hiệu này của Mỹ. Rồi em có một cái túi du lịch to đùng luôn của ghi chữ là Puma. Puma nha. Cái này về giặt được, nó bằng nhựa phối với lại vải chứ không phải bằng da. Nó bự lắm ha, đựng được rất là nhiều đồ. Phần nhựa này nó cũng hơi trầy chút nha, màu xanh. Dương. Bự lắm. Size ngang nó tới 45 nhân với lại là 32 lận. Và cái đáy nè, cái đáy khi mà mình đựng đồ nhiều á thì nó phồng ra hết đát, thì nó cũng khoảng 20 lần anh chị, bự chảng nha. Cái dây đeo cũng bự luôn nữa. Đây, cái dây để mình đeo bự, thiệt là bự luôn như vậy. Puma ha, logo Puma. Rồi bên trong nè, cái đáy khi mình xài thì mình có cái miếng này để nó bật cái đáy ra cho nó dày lên nè. Đây, bên trong có tem Puma. Về giặt lại em nha, hơi bụi anh chị, hơi dính bụi dính bẩn nha. Tem một đống trong đây để coi made in nước nào. Máy này thì thường chắc made in China hay Việt Nam gì thôi. Có ghi chữ là puma.com. Em để gần chứ không chơi xa quá em đọc không có thấy đường. Puma này, chấm cơm này, made in China này. Rồi túi này bự lắm. Anh nào có nhu cầu thì mình lấy cái này, mà nó cũng khá là trẻ trung ha, hàng hiệu của Puma. Máy này em không biết là giá của Puma người ta bán bao nhiêu nữa, không có xài máy này ha. Đây, có khoen khoái dập hiệu Puma, mới phát hiện lỗi đây. Nè, nó dọp như vậy, một hai chỗ dọp nha anh chị nha. Rồi, bán cái này cho anh chị giá sale luôn, 180 thôi. Giống như em mã số là A39, giá là 180 ngàn. A39 nè, giá 180 cho cái túi to đùng này luôn. Rồi tiếp tục em có một cái túi này của Adidas nè, form cũng là form du lịch to luôn. Cái này thì bằng vải nha, Adidas thì bằng vải to. Đây, nó dạng dạng túi du lịch anh chị. Vải nha, Adidas như vậy. Màu của nó là màu xám phối với là màu đen. Chỗ này có phối ba cái lằn của Adidas này là bằng da tổng hợp và nó bị răng á, về cạo cạo hết giùm em để thôi nó dính ra đây ha. Rồi răng ba cái lằn này, còn lại người ta vải thì ok hết. Phối nhiêu đó thì răng 53 nhân với lại 32. Đấy, có bốn cái đinh như vậy. Full vải nha anh chị, nó có chỉ chút xíu chỗ đó thôi và lỗi chỗ đó đó. Và mình xử lý được ha. Khóa kéo đây, khoen khóa là dập logo của Adidas. Có dây đeo. Bên trong mới như chưa xài, túi này dường như chưa xài. Chỉ chỗ đó là do thời gian và do cái chất liệu. Tem là tem Nhật nha anh chị, sản xuất tại Trung Quốc. Và tem là tem Nhật ha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 250 ngàn. Về xử lý cái này giùm em nha, 250. Mã số là A40, giá là 250. Rồi, em có 40 mã hàng cho buổi tối nay nha anh chị ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.